Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta sẽ tâm tình hai câu giảng của Đức Thầy mà cô Út vừa nêu ra. Đó là tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. À, chúng ta sẽ tâm tình qua hai cái câu giảng này. À, xin thưa với quý vị, tôi đọc trong cuốn sách có tên là Năng Đoạn Kim Cương á. Thì cuốn sách đó có kể một cái câu chuyện như thế này. Là có hai mẹ con của người đó da trắng lên một cái chiếc xe buýt của một cái người da đen để đi về ngoại ô. Thì khi đưa ngồi trên xe như vậy, cái đứa con nó mới hỏi mẹ ơi mẹ, sao mà con với mẹ thì lại da trắng, còn cái chú này thì lại da đen, sao mà lạ dữ vậy? Thì cái người mẹ trả lời nữa này, con ơi, Thượng Đế sinh ra mỗi người là mỗi loài hoa, và mỗi loài hoa đó nó sẽ xen kẽ với nhau tạo cho màu sắc của cuộc đời nó thêm đẹp. Nhưng bản chất của mỗi loài hoa đều là đẹp hết con à. Thì Thượng Đế tạo ra da trắng hay da đen đó là muốn cho cuộc đời này nó thêm đẹp, chứ nội tâm của mỗi người đều là như nhau. Thì không biết con nhỏ nít nó hiểu như thế nào. Rồi nó dạ. Thì tới chừng mà xuống xe đàng hoàng đó, trả tiền, cái anh da đen anh không lấy tiền, mà trả gì trả anh cũng không lấy hết. Thì cái chị da trắng hỏi chứ ủa sao chú không lấy tiền, thì anh mới khóc. Anh nói ngày xưa đó, khi mà tôi lớn lên tôi hỏi mẹ tôi là tại sao mình da đen mà người ta da trắng. Mẹ tôi trả lời là mình là nô lệ con à. Mình sinh ra cuộc đời mình nô lệ, mình phải làm mướn cho người ta nên mình da đen. Còn những người da trắng là những người chủ, là những người có quyền nắm những cơ sở, cho nên từ chỗ đó mình mới phải là chịu da đen con. Và ông ta nói nếu như mà mẹ ông trả lời như cái bài bà trả lời cho con á, thì biết đâu cuộc đời ông đã khác rồi. Khi mà mẹ ông trả lời như vậy, ông cứ nghĩ ông là nô lệ, ông cứ nghĩ ông là một cái con người trần tục gì đó, cho nên không có vươn lên được, rồi tối ngày đi mằn mướn không. Cho nên xin thưa quý vị, cái hiểu đầu tiên để cho chúng ta biết là tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề, thì cái sự quán chiếu đầu tiên là tất cả chúng sinh như Phật, không hề có sự khác biệt. Cho nên Đức Thầy dạy, Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Như vậy thì chư đồng đạo mình và chư Phật không hề có sự khác biệt. Nhưng mà ngặt cái là Phật đi, Phật biết đường về. Mình đi, mình lạc u mê bởi mình. Mình cũng có Phật tánh, mình cũng có thể thành Phật được hết đó. Nhưng mà ngặt tâm của mình ghiền nhiễm mê mà tập lần vào trong cái sự vô minh của nghiệp cảm. Cho nên mình mới trầm luân sanh tử triền phược cho đến hồi ngày hôm nay. Thì bây giờ phải làm sao bây giờ nè? Phải làm sao trở lại với cái mà chúng ta vốn có, thì chỉ có con đường tu thôi. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết để mình trở lại con đường đó bằng hai cái câu giảng của Đức Thầy là tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Như vậy tu là cái gì? Trong cái nghĩa của chữ Hán đó, mà thường thường huynh đệ cô bác anh em mình xài tu là sửa. Nghĩa chữ Hán đơn giản vậy thôi. Cho nên mình thường nghe nơi sửa dốt ra thông, sửa hư hèn thành đúng đắn. Nhưng mà góc độ của Phật học đó, tu có nghĩa là chuyển đổi tam nghiệp. Xin lặp lại nha. Góc độ của Phật học tu là chuyển đổi tam nghiệp. Mình có ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Ý suy nghĩ sai, chuyển lại suy nghĩ đúng. Khẩu nói sai, chuyển lại khẩu nói chân chánh. Hành động sai, chuyển lại hành động đúng đắn là tu. Đó là về mặt của Phật giáo. Còn về mặt của giới luật á, tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là tránh ác làm lành. Vậy thôi à. Giống như mình chạy xe ra Long Xuyên vậy đó, hễ gặp cái đèn đỏ thì dừng, hễ gặp cái đèn xanh thì chạy. Đó là đúng luật, không có gì cả. Mà hễ gặp đèn xanh người ta đó, mình ta chạy mình dừng là mình sai. Mà gặp đèn đỏ của người ta dừng mình chạy là sai. Thì giới luật sẽ cho chúng ta biết điều gì chúng ta làm,
và điều gì chúng ta bỏ là tu à? Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu. Có uống không? Có uống là không tu. Cờ bạc có quánh không? Có quánh là không tu. Chỉ vậy thôi à. Vì góc độ của giới luật, tu là tránh ác làm lành. Cái điều nào được Đức Thầy cho phép thì chúng ta làm, điều nào Đức Thầy không cho phép thì chúng ta không làm, là tu vậy thôi. Cái này mình cảm nhận dễ quý vị. Tu có nghĩa là dòm lại coi, lấy cái 8 điều răn cấm ra mà so thử coi cái điều gì mà các ngài làm thì chúng ta cho phép làm thì chúng ta làm, không thì chúng ta bỏ, đó là tu. Nhưng mà góc độ của thiền học á, góc độ của tu thiền á, tu nó nâng lên một cái tầm cao nữa. Tu là cái gì vậy? Là đối với cảnh mà tâm không sanh. Cho nên ngài Trần Nhân Tông nói đối với cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối với cái cảnh mà tâm mình nó không dấy khởi, đó là tu. Thưa quý vị, đang khát nước, gặp nước uống là bình thường. Nhưng cái nước đó mà uống vào phạm giới là không uống, đó là tu. Gặp cái chuyện đó là giận đó mà không giận là tu. Người ta chửi mình chửi lại bình thường. Mà người ta chửi mình nhận được, nhịn được, đó là tu. Thành ra tu là đối với cảnh này mà tâm mình được bình lặng, được yên ổn, đó là tu. Như vậy thì chúng ta lượt qua 3 hay 4 cái nghĩa ha. Tu là sửa, tu là chuyển đổi tam nghiệp, tu là tránh ác làm lành, tu là đối cảnh vô tâm. Cái chữ tu nó nghĩa rộng như vậy. Mà xin thưa quý vị, cái gốc gáo của đời sống tu tỉnh đó là hành đạo. Ngoài cái những nghĩa đó trên đó, thì cái chữ tu còn nghĩa là công năng của sự hành trì. Thì tất cả huynh đệ đây ai cũng tu hết. Ví dụ như chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ, là công năng hành trì của chúng ta là gì vậy? Đó là thực hiện câu Phật hiệu. Mình thực hiện câu Phật hiệu bằng cái đời sống tâm thức của mình, làm sao cho nó yên ổn, nhẹ nhàng. Từ cái hơi thở vào, từ cái hơi thở ra, mà mình sống được với cái nhẹ nhàng yên ổn mình, niệm Phật đó có giá trị. Cho nên cái người mà thật sự niệm Phật đó, là lúc nào người ta cũng lan tỏa được tình thương chứ. Cái đời sống tu á, còn mình niệm Phật sao mà thấy phát ghét là phải dòm lại nha. Niệm Phật mà cái gì cũng bức rứt, cái gì cũng cự nữ, cái gì cũng hơn thua hết, thì mình phải xem đời sống hành đạo của chính mình lại. Cho nên tu là sự bình an, tu là đem lại sự an lạc cho mình và sự an lạc cho người đạo Phật gọi là tự giác và giác tha. Tu ở cái khía cạnh đó đó. Thì có người mà tu được như vậy thì sẽ đến cái trình độ gì vậy? Trong đạo Phật gọi là định. Cái chữ định này nó sẽ gắn liền với một nghĩa Panda Buddha, có nghĩa là tỉnh. Khi mà chúng ta tu, mà chúng ta hành đạo thì chúng ta sẽ tỉnh. Chữ tỉnh trong giáo pháp của đạo Phật có nghĩa là gì vậy? Là nhận ra biết hết tất cả các vật trong cuộc đời này. Chỉ vậy thôi à. Không bị lầm lạc, không bị mê mà, không bị người khác khiến sai. Còn mình tu mình không tỉnh đó xưa quý vị, cái gì nó cũng khói thôi. Ví dụ như con người, người ta biết thôi, tức là tỉnh đó. Người ta biết cái đó ăn vô đau bụng, người ta không ăn là tỉnh. Vậy à. Còn mình nhiều khi thấy ngon quá thôi ăn đi, lần nào bệnh uống thuốc, không tỉnh à. Biết nói cái câu đó đó ra là huynh đệ chia lìa, anh em xa cách. Biết nói cái câu đó ra là hận thù chất nhất, không nói là tỉnh. Mà nói ra mà chia lìa, mà nói mà được cái gì đi chăng nữa mà khổ đau người khác là không tỉnh. Thành ra có người, xin thưa quý vị, cái nghiệp nó tới theo như ở không mà ăn cái của hết cuộc đời không hết. Nhưng mà không, tao nói nha, tao nói đi gỡ tù tao cũng nói nữa, rồi nói ra rồi khổ khó, rồi hơn thua, không có tỉnh. Thành ra người ta tỉnh, người ta cái đời sống tu của người ta, người ta kìm được tâm mình, người ta nắm được cái vọng niệm của mình. Còn mình tu mình không tỉnh là mình cứ chiều theo vọng niệm, thích thì nói, thích thì làm, nó tới đâu nó tới. Thì chính cái này nè, nó trầm luân. Cho nên mục đích của sự sống và cuộc đời sống tu hành của chúng ta, tu thì làm sao phải cảm nhận được cái sự tỉnh trong lòng của mình. Mà có người biết làm, chữ biết nó hay lắm quý vị. Cái chữ biết á, trong cái chữ nôm nó xuất sắc lắm.
Biết là cái gì vậy? Là nhận rõ bản chất của sự việc. Cái chữ biết á. Nhưng mà trong cuộc đời sống này cái gì cũng vậy, phải biết mới được nha. Còn không biết là không được. Ví dụ như một ông thợ mộc, ổng biết cách cắt nhà, ổng đem cây ra ổng đục cái lỗ nào ổng trúng chứ. Còn mình không biết, mình đục hồi bỏ mấy cây luôn. Cái người mà biết làm bánh á, người ta làm cái bánh nào cũng ngon hết trơn. Còn không biết trộn hồi bỏ luôn. Cái người ta biết đường đi á, người ta đi người ta không có sợ, cầm chiếc xe vừa chạy vừa ca chơi, nhưng mà vẫn tới chỗ. Còn mà không biết nữa nha, dồn hoài gì nè mà hội lạc đường không hay. Cái đời tu của mình cũng vậy quý vị. Biết coi nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm. Còn không biết là đi tới đâu người ta cũng mệt như mình trơn. Người tu mà biết cách rồi, xin thưa quý vị, tâm ta nhẹ nhàng yên ổn lắm. Vô cái sổ từ thiện đó, từ thiện nó cũng mát dịu nữa. Còn mình không biết cách tu nữa mà vô cái chỗ đó, coi chừng ba cái đường bột ngọt cũng mắc cắt với mình đó, coi chừng đó. Còn người ta biết tu, người ta vô chùa đó nha, cái chùa đó nó hạnh phúc gì lắm. Còn không biết tu là vô nha, nhà bếp thì cự nhà bếp, chánh điện thì cự chánh điện. Người ta biết tu quý vị, chạy chiếc xe đạp, để cái áo cúng, người ta cầu nguyện cho bá tánh chúng sinh với những người đã khuất bằng nội tâm từ bi trí tuệ, mình được an lạc, người được cầu phước báo, người sống được bình an. Còn không biết chạy xe đạp, cầm cái áo cúng mà xin tiền xin gạo, biết rồi cự lộn với nhau, hơn thua phải quay. Cũng tu đó chứ không phải không. Mà biết nó khác, không biết nó khác. Cho nên biết nó cực kỳ quan trọng. Từ chỗ đó trong cái đời sống tu, mà trong cái hệ phái Theravada đó, đầu tiên nhất là trạch pháp nhãn, tức là biết được giáo pháp cái đã. Thì biết được giáo pháp mới biết được cái con đường của tu tập. Còn không biết giáo pháp mà làm sao biết được cái con đường tu tập. Thành ra hành trong mỗi ngày mình phải biết. Biết như vậy còn được chưa? Chưa. Biết thêm nữa mới được. Biết thêm nữa là làm sao? Cái tầng thứ hai của biết đó là làm cái gì biết cái nấy. Cái tầng này quan trọng nha. Mà đa số chúng ta làm cái gì lại không nhận cái nấy. Ở này đương nghe đạo mà quay bên đây dòm nói: ê, khỏe không vậy? Quay đi dòm. Mình không biết mình đang làm gì. Nhiều khi đương đọc giảng cúi kính dâng hương trước cửu quyền đó, vậy mà nên nói chuyện khác liền. Mình không biết mình đang làm gì. Và khi mình cúng lại đó, thưa quý vị, mình đọc coi coi, mình sống với cái không biết quen rồi. Cho nên trong bài cúng của chúng ta ít khi nào được trọn vẹn lắm. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng còn nghe được. Tới mà nam mô ngũ nguyện cầu nó chạy đâu mất tiêu rồi, không biết nguyện chưa vậy ta. Tức là sao? Không biết mình đương làm gì. Cho nên trong đời sống chỉ có một cái chữ biết đó quý vị. Mà cái chữ biết này nó xin quanh cái đời sống đó nha. Coi đi, khi mình tiếp xúc với người khác mình cũng phải biết nữa chứ không phải không. Biết gì vậy? Biết điều. Đôi khi cái gì cũng biết hết trơn mà không biết điều. Nói chuyện hồi là cự lộn, tới chỗ này chỗ kia là xích mích. Cho nên cái chữ biết nó xung quanh cái đời sống này nè. Ngay cả cái thân này cũng vậy, mình cũng phải biết luôn đó. Biết coi nó chịu cái gì, uống thuốc nào nó chịu. Chứ không phải con thứ mà tán vô hoài đó, rồi cái này nó hết chứ cái kia nó lòi ra. Dòng thuốc nhất đó nha, mà uống ngày này qua tháng nọ, tán ở chừng 4 năm mà kể như xương cốt nào còn. Cũng phải biết nữa. Cho nên cái chữ biết nó đóng cái vai trò quan trọng từ cuộc sống, đối xử và sự tu tập. Thì Đức Thầy hôm nay dạy mình, tu với tỉnh thì phải biết mới được. Biết mình đang làm gì, biết mình hành đạo sao, biết mình sống như thế nào, đó mới là cái đời sống tu. Thành ra quý vị, mình tu mình phải biết. Có cái anh đó, anh nói với mình vậy. Anh nói: đạo lợi, tôi sở dĩ mà tôi tu hơi được như hôm nay đó là tôi phải cảm ơn vợ tôi. Tôi hỏi sao mà cảm ơn chị? Nó bởi vì vợ tôi nó tu thiệt, nó biết tu, nó tu thiệt, cho nên tôi tu theo. Tôi hỏi sao mà ông nói, ông kể tôi nghe coi. Ông mới nói thế này. Ông nói lúc mà nó tu tôi không tu, mà tôi lại ghét nữa chứ. Tôi về tôi càng nhằn cự nhự nó,
tôi uống rượu đồ này kia, tôi la gầy nó, nó ghét tôi, nó không thèm dòm. Rồi đến nỗi mà cơm nó cũng không nấu, rồi nhà nó cũng không có chăm sóc chứ. Tối ngày xách cái áo cúng đi niệm Phật đi này kia, tôi còn cự hơn nữa. Nhưng mà không biết bữa đó nó đi nghe niệm Phật rồi nó đi nghe đạo sao không, mà về nhà từ đó với sau nó đổi lại. Cơm nó nấu, nhà nó dọn, con cái chăm sóc, nó đương niệm Phật đó. Mà người ta báo nó rằng là chồng cô đi nhậu sao té, nó bỏ niệm Phật, nó chạy nó ẵm tôi qua bệnh viện, nó chữa trị rồi luôn một tháng nó không đi niệm Phật. Nó tu ở nhà không, nó chăm sóc tôi. Từ chỗ đó tôi thấy nhỏ này biết tu, tu thiệt, tôi tu luôn. Xin thưa quý vị, mình đừng có đổi là tại ông này mê mờ, tại người kia sao nói hoài không nghe. Đừng nhìn vậy, hãy nhìn vào đời sống hành đạo của mình. Mình thiệt tu là mình có thể có năng lượng hút người ta. Còn mình không thiệt tu đó, xin thưa quý vị, tối ngày trách móc không, tại cái này tại cái kia, không có tại, không có bị, mà do mình thôi. Quý vị biết cái trái đất này nè, nó có cái lực hút. Quý vị liện cái gì lên đó thì tự động nó rớt xuống, trái đất nó có lực hút lại đó. Còn tại sao các bậc tôn túc á, chẳng hạn như Đức Thầy, cậu Hai Thanh Sĩ, các ngài mà giảng đạo rồi một cái là người ta săn vận động cứng hết trơn. Bởi tại sao các ngài có sức hút? Sức hút của các ngài là gì vậy? Từ bi, là trí tuệ, là thanh tịnh, cái sức hút nó có. Còn mình là xin thưa quý vị, mình tu dở ẹt không bắt người ta nghe gì vậy? Mình tu đó nghe chịch chút quạo, chịch chút cự, đem giáo pháp đồ ra hốt người này hốt người kia. Nói sao cái người đó lì quá, không nghe. Đừng có trách, mình chưa thật sự là tu tỉnh, chưa thật sự là biết làm, cho nên nó khó hoài đây nè. Còn người ta biết làm từ gia đình tới xã hội rất là dễ dàng, nhấc lên được và để xuống được. Cho nên trong đạo Phật nói đến cái ba la mật. Ba la mật là cái gì? Ba la mật là cái trí tuệ. Có những người tu cuộc đời sống thật sự có trí tuệ, cho nên cái gì họ vượt qua cũng được trên. Còn mình tu mình không có trí tuệ mà nó gút mắt, cho nên cái gì cũng khó khăn. Tu thời gian hết thảy người ta lợi gần mình, người ta thương mình dữ lắm phải không? Tu thiệt lâu, tu cho nó ngon chừng nào chắc bè bạn huynh đệ người ta lợi gần mình, ta học. Tu thời gian mà không ai dám lợi gần mình trơn, mình coi lại đi, không có sức hút mà nó ra lửa không à. Thưa quý vị, nhất là tu mà hiểu biết nhiều nhiều lâu lâu đó nha, không ai dám lợi gần chứ. Thôi đừng lợi gần ông Lợi. Hỏi sao ạ? Ông học cho nhiều rồi đặng hỏi bắt lỗi ông nội, tôi chịu không nổi với ông nữa. Mình phải coi lại, coi chừng là mình không biết cách ở chỗ này đó nha. Nếu thật sự người có công năng tu tỉnh, có cái sức hút lớn, là người ta tự động người khác đến với mình an lạc bình yên đồ. Người ta tới người ta học những cái an lạc bình yên đó. Còn mình tu giết thì không ai dám lại gần mình ở trơn, không có sức hút. Người ta tu người ta phát ra cái mát mẻ cho đạo Phật gọi là thanh lương. Mình tu mà nó chiếu hào quang lửa không à. Người ta tu đó nha như vô máy lạnh đó, còn mình tu như đứng ở giữa mặt trời vậy đó, ai dám lại gần. Thế nè, cầm cái tay chỉ là có nhiều ông thất cười lắm. Bữa đó tôi gặp cái hỏi cái chú đó, ông đi đám tuần. Hỏi chú ba, hồi trước con thấy ta đi đám lần tuần với chú huynh đệ đi cả cái đoàn cả 40-50 người, sao giờ thấy ông đi của mình lên nè. Ông nói cái nhóm đó đắc đạo mẹ hết rồi, nó không có đi với tao nữa. Ông nói móc á. Tôi nói người ta đắc đạo sao chú không đắc gì ta luôn cho rồi đi, ông đi của mình lên ông chi vậy. Xin thưa với quý vị, mình phải dòm, mình có tu mình phải biết. Hết thảy một thời gian mình phải nhìn lại. Cho nên cái người mà biết tu là cái người thực hiện cái tâm hạnh của mình bằng cái con đường từ bi, cho nên nó không khó. Thì cái chánh yếu của cái không khó đó là cái gì vậy? Đức Thầy giải quyết ở câu thứ hai nè: nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Chữ lặng tâm là gì vậy? Xin thưa quý vị, chữ tâm trong chữ Hán là thể tri giác của con người, ta dịch là lòng. Lặng tâm có nghĩa là tâm đối diện với trần cảnh mà không lao sao lộn xộn. Xin lặp lại nha. Lặng tâm là tâm đối diện với cảnh mà không lao sao lộn xộn.
Ví dụ như người ta tâm người ta lặng, ở bên tai nó nói: đèn ơi, cái bà kia nó mới quánh lộn với ông kia, không có dính gì chứ. Bởi tâm ta lặng. Còn mà ai mà nói câu trời mày cũng nói tao biết hổm gài, chẳng những nó quánh mà nó còn chữ nữa, nó dính luôn. Thưa quý vị, ở trong này nó có con khỉ kêu ché ché, ở ngoài nó có con khỉ kêu ché ché là nó dính nhau liền à. Còn ở trong này mà nó lặng rồi cho ở ngoài làm gì làm, không có dính gì trên. Cho nên tổ trung ấp nói ở trong mà lặng thì cảnh ngoài không thể nào mà làm cho chúng ta sao động. Cho nên con người thật sự lặng tâm, người ta bình an với đúng sai phải quấy, bình an với hơn thua nghịch cảnh trong cuộc đời lắm. Còn mình không khéo rồi xin thưa quý vị, cái gì cũng dính trên. Cái người lặng tâm là người ta biết cái gì vậy? Biết tâm mình. Còn không lặng tâm thì biết cái gì vậy? Biết cái chuyện ở ngoài không? Cho nên có những người hỏi chứ cỡ này tâm sao rồi? Tâm sao biết được? Chị hỏi chuyện sao sớm đó ai mà cứ người này, ai mà giật nợ, giật hụi biết hết trơn. Bởi trong này không có biết thì nó phải biết ở ngoài chứ biết sao. Mà quý vị biết coi, quý vị nghĩ xem, biết ở ngoài vị đắc đạo không? Ở trong cái xóm mà cái người nào đó nha, gặp đầu này học, gặp đầu kia học, gặp người này nói khác, gặp người kia nói khác, chắc cái xóm đó tan nát quá. Mà con người lặng tâm là đem cái bình an của mình đến với mọi người, đem cái an lạc đời tu của mình chia sẻ với mọi người, nó bình lặng nó tới với mình. Cho nên đó, cái đời sống của người lặng tâm không phải là mửa ra khói ối ra đồng gì đâu, mà đời sống của người lặng tâm là một đời sống của sự vô nhiễm và bình an. Thành ra mình mới coi lại tâm mình đi, mình có thật sự bình an trước những cái khó khăn hay không. Chứng đạo ca của Huyền Giác là một trong tác phẩm thiền học nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa. Khi nói về lặng tâm, ngài nói như thế này: tu thiền tọa không phải ngồi mới tọa, thiền khi đi lúc đứng hoặc khi nằm, dù gươm đau dọ dẫm chẳng sờn tâm, uống phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản. Cái này mới hay nè. Dù gươm đau dọ dẫm vẫn bình tâm, uống phải độc dược vẫn giữ lòng thanh thản, tất cả những cái đó nó không xáo trộn. Bữa nào mà mình lấy cái mặt kiến mình dòm lên, ủa già rồi hả? Ừ, bình thường, con người lớn phải già thôi. Thôi già cố gắng niệm Phật. Còn mình không lặng tâm thì sao vậy? Già rồi hả? Thằng Tèn mới bữa hổm trẻ, bữa nay già rồi, kiếm hữu gì 40.000 nó chét vô, rồi nó căng ra không vậy hả? Ta rất là nhẹ nhàng. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải bạc. Rồi bữa nào tới cái chuyện sâu hơn chút xíu nữa là bệnh cuốn quýt lên. Trời ơi làm sao? Má quyết định về giảng sanh Tây Phương con, mà bệnh chút cầu an cho tao có bay. Kéo lợi. Thì xưa vậy, có người lặng tâm, người ta đón nhận được cái già, cái bệnh bằng một nội tâm của con người bình thản, vẫn uống thuốc, vẫn trị bệnh, cho chi gì cái đau nhức của xác phàm đó bớt đi, nhưng tâm rất bình thản đối diện được cái bệnh. Cho nên người làm chủ được sanh già bệnh chết không phải là người đó không già, không bệnh, không chết, mà đối diện với cái già, cái bệnh và cái chết, người ta được bình an, đó là lặng tâm. Còn mình không khéo xin thưa gì, đối diện với mình giật mình, mình biết cái giò của mình mà đau thôi là mình thấy cái đời sống của mình nó phức tạp lại liền. Bữa nào mà mắt ngủ chừng 2 đêm thôi, sáng là tâm hồn rung mình, ngừng ăn chừng 1 ngày thôi là thấy là tam sầu bạch sát rồi. Nếu thật sự chúng ta có công năng tu tỉnh, lặng tâm là chúng ta phải sống với đời sống vô quý, không sợ. Ai cũng thực hiện pháp môn tịnh độ. Tịnh độ là gì vậy? Để cầu giảng sanh Tây Phương. Thì cái giảng sanh Tây Phương, cái trở ngại của sự giảng sanh là cái gì? Trở ngại sự giảng sanh là cái sợ. Ai sợ chết là đồng nghĩa với sợ Đức Phật A-di-đà rước mình. Cho nên Đức Thầy dạy: tấm lòng thành giang trưng chớ khiếp. Tấm lòng thành là hết lòng nha. Giang trưng là khổ khó, chớ khiếp thì không sợ. Con người khổ khó mà không sợ, quyết lòng tu hành thì sao nè? Đức từ bi tiếp dẫn linh hồn. Còn mình túi ngày tối ngày cứ sợ, cái gì cũng sợ,
sợ ăn không được, sợ ngủ không được, sợ nghèo, sợ tốn tiền, sợ ghét rồi trở thành sanh vào cảnh sợ, sanh vào một cái thế giới nào đó mà chúng ta bắt đầu trở nên sợ sệt. Quý vị thấy ghê gớm gì đó, niệm đâu sanh đó, cảnh giới nào đều do tâm cảnh giới đó thích ứng. Cho nên người sống tu nếu thật sự lặng tâm không sợ, thì chính cái sống sợ đó nó đưa con người ta đến cái bình an, cái định tĩnh. Thì ngay nơi cái bình an định tĩnh đó đó, cái tuệ nó phát sinh. Cái tuệ nó phát sinh là nó đoạn trừ được phiền não, nên gọi là tỏ ngộ đạo màu. Tỏ ngộ đạo màu là thấy được bản chất thật của tất cả các pháp, thấy được bản chất thật của con người mình, thấy được bản chất thật của ngũ uẩn giai không, thấy bản chất thật của cái kiếp nhân sinh này, thì người đó nhẹ nhàng trong đời sống hành đạo của mình. Như vậy thì để muốn tỏ ngộ đạo màu, cái chuyện đó tính sao đi nha. Cái chuyện trước nhất là làm gì? Tu với tỉnh. Phải biết, phải biết mình tu để mình tỉnh. Và phải biết mình gì nữa? Phải biết mình lặng tâm. Con người có tu, có tỉnh, có lặng tâm, đó là nhân địa. Mà hãy có nhân địa của lặng tâm thì tới cái gì nè? Tỏ ngộ đạo màu, khỏi cần cũng tới nữa. Thành ra mong rằng chư đồng đạo, quý vị anh chị em cùng tôi nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, cố gắng về nhà hành trì đạo pháp, coi lại chính mình, tu để cho mình biết cái giá trị cái đời sống hành đạo của mình, để cái sự công phu của chúng ta được bình yên phẳng lặng, để tiến đến sự bình an cao khiết nhất, đó là sự quý báu trong đời tu dạy. Thì trong hai câu giảng này, xin chia sẻ cùng với toàn thể chư quý vị và trả lời cùng với cô Út qua cái sự hiểu biết. Thì để tóm kết cái câu giảng này, quý vị nhớ giùm tôi cái chuyện thôi. Thì cái gì làm ơn biết được à? Biết mình đang tu, biết mình đang tỉnh, biết mình đang sống, biết mình đang hành đạo, từ từ phiền não dời đi, thanh tịnh có mặt, vọng trần vắng lặng, sáng suốt dựa kề, thì đời sống an yên sẽ tiến tới đạo màu vậy. Vậy đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn giờ không? Rồi còn giờ. Mấy phút nữa. Rồi.